Sai lầm khi ăn thịt gà gây nguy hại sức khỏe nhiều người mắc phải. Ăn thịt gà mà không biết điều này là bạn đang tự gây hại cho sức khỏe của bản thân và cả gia đình mình. Thịt gà là món ngon được nhiều người ưa thích, tuy nhiên nếu ăn gà sai cách, thịt gà có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Dưới đây là một số lưu ý khi ăn thịt gà bạn cần lưu ý. Ăn nội tạng, nội tạng gà đặc biệt là mề gà tuy ngon và được nhiều người ưa thích nhưng lại là bộ phận chứa nhiều chất độc hại của thức ăn nhiễm độc. Cho nên tốt nhất bạn không nên ăn hoặc hạn chế ăn nội tạng gà. Ăn cùng cơm nếp, xôi. Món xôi gà béo ngậy và thơm ngon từ lâu đã trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Nhưng bạn không nên ăn hai thực phẩm này cùng lúc với nhau, nguyên nhân vì cơm nếp cũng vị ngọt tính ấm, nên hai thứ này kết hợp với nhau dễ sinh ra trứng bạch thốn trùng, dân gian gọi là sán dây, sán sơ mít ăn với cá chép, tôm, thịt gà cam ôn, cá chép cam hàn ăn lẫn sẽ sinh trứng mụn nhọt hoặc phát trứng trường ung khi bị nên nấu nước độ đen uống sẽ khỏi tôm và gà đều cam ôn cả hai tính dễ động phong ăn cùng sẽ dễ bị mẩn ngứa trên da ăn thịt gà với muối vừng, muối mè và rau thơm theo Việt Nam nét thịt gà thuộc về phong mộc nếu ăn lẫn muối vừng, rau thơm tất động đến can phong mà sinh ra trứng chóng mặt run rẩy cả người như ăn phải nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi ăn thịt gà cùng lúc với thịt chó thịt gà tính cam ôn thịt chó gan chó cũng cam ôn đại nhiệt ăn phải hai thứ bị nhiệt sinh ra đi kiết nếu uống nước cam thảo sẽ khỏi ăn thịt gà với tỏi ăn thịt gà kiêng ăn tỏi rau cải và hành sống vì thịt gà tính cam ôn hành tỏi đại nhiệt rau cải cam hàn các thứ đó ăn cùng nhau sinh ra kết lị nấu nước lá dâu uống sẽ khỏi